Hôm nay tôi muốn suy gẫm với anh em chị em một cái phần lần trước chúng ta đã học về lời hứa. Chúng ta nhớ không? Lời hứa của Đức Chúa Trời luôn luôn là phải, tức là Chúa hứa là chắc chắn Ngài làm. Chúa không có hứa, Chúa không hứa lèo, giống như con cái loài người ngày hôm nay. Chúa không hứa cho qua chuyện, Chúa không hứa theo cảm xúc, Chúa hứa theo tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con cái loài người. Tất cả lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta, Chúa nói với chúng ta đều là do tình yêu của Ngài, vì chúng ta là con Ngài, nhớ không? Chúng ta là con Ngài, chúng ta nhớ điều đó, đừng bao giờ quên, luôn luôn nhớ tôi là con ai? Con Chúa thì nghe nó chưa có hay lắm, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà chúng ta là con ai? Con Trời, không phải là bằng lòng bằng với Chúa Giêsu, nhưng mà con Trời trong vị trí là chúng ta được nhận làm con nuôi, nhớ không? Thánh Phao-lô nói là chúng ta là kẻ được nhận làm con nuôi, được Chúa nhận trở lại vị trí là con Đức Chúa Trời. Chúng ta là tạo vật, nhưng mà chúng ta là con của Ngài, vì chúng ta mang hơi thở của Ngài, chúng ta mang sự sống của Ngài. Anh em chị em nhớ điều đó. Nếu Chúa không ban hơi thở đó đến trong chúng ta thì chúng ta không có sự sống. Cho nên chúng ta mang sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không để cho chúng ta hư mất trong cuộc đời này. Vì vậy, chúng ta có lời hứa. Chúng ta có lời hứa là vì chúng ta là con Ngài. Nhưng mà cái điều quan trọng ngày hôm nay, chúng ta có lời hứa. Có lời hứa là một chuyện. Lần trước tôi học với quý vị là cái lời hứa của Chúa không thay đổi. Lời hứa của Chúa là chắc chắn. Chúa không phải là loài người mà nói dối. Nhưng mà ngày hôm nay đó, cái điều mà chúng ta sẽ học, tôi và quý vị, Chúa có lời hứa cho mình. Phần của mình thì phải sao? Chúa có lời hứa. Nhưng mà phần của chúng ta thì sao? Phải nhận lấy cái lời hứa đó. Đó là cái bước đầu tiên. Có lời hứa là một chuyện, nhưng mà phải nhận cái lời hứa đó. Rồi sau khi nhận lời hứa đó rồi, phải giữ cái lời hứa đó. Chúa hứa là một chuyện. Phải không quý vị? Chúa hứa nè, Chúa hứa nè. Đây là điều mà Chúa hứa với chúng tôi nè. Khi mà Chúa hứa với con người của chúng ta đó. Ngày hôm nay chúng ta sống trong giai đoạn Chúa Giêsu đã đến rồi. Chúa có cái lời hứa gì cho tôi và quý vị? Hễ ai làm sao? Hễ ai nhận Ngài, tức là Chúa có lời hứa rồi. Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép, tức là vị trí, tức là quyền pháp lý. Quyền phép là như vậy, quyền pháp lý để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Phải nhận, chưa đủ, phải giữ nó cho đến cuối cùng, chấm dứt cuộc đời này. Chứ không phải nhận xong rồi một lúc nào đó bỏ đi ra. Anh em chị em ơi, Chúa có lời hứa cho chúng ta. Và ngay cả lời hứa mà mình không phải có một cái điều kiện chi hết, chúng ta cũng vẫn phải nhận. Và lời hứa có điều kiện cũng phải nhận và giữ lấy. Thì nó mới đến với chúng ta. Còn nếu không, Chúa có hứa cái gì đi chăng nữa, Chúa hứa lớn lao tới đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không có đón nhận được chi hết. Cho nên anh em chị em, điều này rất là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải suy gẫm, và chúng ta phải nói với chính cái tâm hồn của mình đó, nói với linh hồn mình. Đây là lời hứa của Chúa và đây là điều mà Chúa muốn. Còn mình thì sao? Quyết định lấy mỗi ngày trong cái điều đó. Tôi muốn anh em chị em xem với tôi một cái câu ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký để mình hiểu không những Chúa hứa cho mình, nhưng mà Chúa còn hứa. Chúa có lời hứa về cuộc đời này, Chúa có lời hứa về cuộc đời sau. Và Chúa có tất cả những điều lời hứa cho cuộc đời của chúng ta trong mọi hoàn cảnh trong cuộc đời này và đời sau. Bây giờ chúng ta tạm xem Chúa hứa với dân Do Thái. Dân Do Thái là dòng dõi của Abraham, phải không? Chúng ta cũng là dòng dõi của Abraham trong đức tin. Họ là dòng dõi Abraham bằng xác thịt, tức là họ được sanh đẻ ra trong xác thịt. Tức là người Do Thái, họ lấy nhau, họ sanh đẻ. Còn chúng ta được sanh đẻ ra trong đức tin bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin Chúa. Đây là lời hứa mà Chúa nói, và tôi muốn anh em chị em suy gẫm một câu, một chữ rồi chúng ta sẽ đi thêm đến cái phần mà chúng ta sẽ học ở đây. Đoạn 28 câu 1 trong sách Phục Truyền: nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành. Nha, ở đây Chúa nói nha, Chúa nói với người Do Thái và nói với chúng ta luôn. Điều kiện này không thay đổi, tâm tính của Đức Chúa Trời không thay đổi, lời hứa của Ngài cũng không thay đổi. Chúng ta học lần trước rồi, nhưng mà Chúa đòi hỏi cuộc đời này nè, đang nói đến cái lời hứa trong cuộc đời này nè, chứ không có nói đến chuyện thiên đàng. Chút xíu nữa chúng ta sẽ suy gẫm đến lời hứa trong thiên đàng, trong sự sống đời đời. Nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, đó là điều thứ nhất. Cẩn thận làm theo, không những nghe theo trung thành thôi, cẩn thận làm theo, nhớ không? Cẩn thận làm theo. Rồi gì nữa? Điều mà ta truyền cho ngày nay. Ai nói đây? Cái này ai đang nói đây? Ai đang nói với dân Do Thái vậy? Thánh Môi-se đang nói với người Do Thái: nếu các ngươi cẩn thận, trung thành và làm theo điều ta truyền. Tại vì Môi-se nhận lời Chúa từ nơi Chúa và truyền lại, và Chúa bảo với Môi-se đây là điều phải nói với chúng nó, đây là điều phải nói với dân Do Thái. Ta ban cho các ngươi, thì đây, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên đất. Anh em chị em, đây là lời hứa mà Chúa nói với dân Do Thái. Tôi hỏi quý vị nè, lời hứa này cho đời này hay đời sau? Đời này hay đời sau? Trên đất mà. Trên đất, chứ không phải trên thiên đàng, trên đất. Chúa hứa cho họ trong cuộc đời này nè, ngày họ còn sống nè, cái dân tộc họ còn nè. Đây là lời hứa mà Chúa cho họ. Chúng ta để ý. Cho nên không phải mọi lời hứa đợi lên thiên đàng mới nhận. Không, chúng ta phải nhận Chúa. Anh em chị em, Chúa rất là thực tế. Chúa không giống như mình lúc nào cũng thánh hóa hết mọi thứ, không. Chúa biết mình ngay ở trần gian này cần ăn, cần uống, cần mặc, đúng không? Đó là điều mà chính Chúa Giêsu nói. Muốn có một đời sống sung túc và không thiếu thốn thì tìm kiếm Chúa hết. Trước hết Chúa Giêsu nói, nhớ không? Chúa Giêsu nói nhớ không? Chúa Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, chứ không phải tìm kiếm nước Chúa không thôi. Và sự công bình của Ngài tức là làm theo điều mà Chúa dạy. Đây Chúa nói với dân Do Thái, Chúa bảo là trong đời này tụi bay nếu nghe và trung thành thì tụi bay sẽ trỗi hơn tất cả mọi dân trên đất. Chúa nói với dân Do Thái như vậy. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này mọi phước sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Trong cái bản Việt đó, nó dịch hơi thiếu một cái chỗ rất là quan trọng. Bản Việt Nam dịch thiếu một khúc là ở đây nói nè, cái câu thứ hai đó: nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này mọi phước lành sẽ giáng trên ngươi. Cái đó là câu đó hoàn tất đúng. Còn cái câu mà họ không có dịch trong cái phần này, trong cái bản dịch này, nhưng mà trong mấy cái bản dịch kia có nhưng mà không có rõ lắm. Mọi phước sẽ giáng trên ngươi, rồi làm sao? Nó sẽ chạy theo ngươi và nó sẽ bắt kịp ngươi. Cái phước lành đó đó, không những nó giáng xuống mà nó chạy theo mình. Phước của Chúa chạy theo mình và nó bắt kịp mình. Trong tiếng Anh họ dịch nó là overtake, nó overtake. Phước của Chúa xuống mà không những vậy mà nó chạy theo kịp mình. Cái phước đây nè, đây là cái phước. Phước đó nó chạy theo mình, rồi nó bắt kịp mình, rồi nó đi qua mặt mình. Có nghĩa là phước đó nhiều hơn những gì mà chúng ta cần. Theo mình, bắt kịp mình và chạy qua mặt mình. Đó là cái ý nghĩa mà cái phần đó nó thiếu ở trong cái bản dịch tiếng Việt bản này. Còn những bản kia dịch cũng không có rõ lắm. Anh em chị em, đó là lời hứa của Chúa ở ngay trong những ngày ở trần thế này cho một cái dân tộc được gọi là dân Do Thái. Mặc dầu ngày hôm nay chúng ta thấy đấy, họ chối Chúa Giêsu mà họ bị tán lạc khắp nơi trên thế giới. 19 thế kỷ, tức là chi phái Juda với Benjamin 19 thế kỷ, còn 10 chi phái kia tức là tán lạc 25 thế kỷ. Tức là dân Do Thái nó bị chia đôi, 10 chi phái phương Bắc bị đi làm nô lệ, bị tán lạc 25 thế kỷ. Cho đến năm 1948 họ mới trở về lập quốc. Còn người Do Thái, cái chi phái Do Thái và Benjamin bị tán lạc sau khi mà người Roma nó đến nó phá hủy thành Jerusalem, tức là thế kỷ thứ nhất là 19 thế kỷ. Họ trở về. Anh em chị em thấy, mặc dầu họ không nghe lời Chúa thì Chúa nói rồi, Chúa sẽ đuổi họ ra khỏi xứ đó. Nhưng mà vì lời hứa của Abraham, cho nên Đức Chúa Trời không quên cái lời hứa đó cho Abraham. Chúa nói rằng, nếu chúng bay hư, ta phạt chúng nó 3-4 đời thôi. Nhưng mà vì lời hứa của ta cho ngươi, làm ơn cho đến ngàn đời, cho nên ta phải phạt nó, ta phải đuổi nó đi vì nó không vâng lời. Nhưng mà vì ngươi, Abraham, vâng lời, cho nên cái phần của Abraham vẫn đi theo họ, dầu họ bị tán lạc cho đến ngàn đời. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy họ như vậy đó, họ khốn khổ đó. Nhưng mà cuộc đời này họ vẫn là trội hơn các dân tộc khác ở trên thế gian này. Chúng ta nhớ điều đó. Về mọi phương diện, anh em chị em, chúng ta có cái lời hứa đó chứ không phải không. Phần chúng ta hãy quyết định cho cuộc đời mình. Mỗi một ngày chúng ta có đi theo Chúa trung thành không? Có cẩn thận làm theo lời Chúa không? Cẩn thận làm theo lời Chúa không phải là điều gì mà mình thích mình làm, nhưng mà mọi điều Chúa dạy. Đó là cái thách thức cho tôi với anh em chị em, chúng ta phải biết lời Chúa. Ngày Chủ nhật chúng ta chỉ được nghe chút xíu thôi, nhưng mà cả một tuần lễ chúng ta phải đối diện với cuộc đời này. Đó là lúc mà chúng ta phải làm quyết định trong đời sống của mình. Mình có trung thành nghe theo lời Chúa không? Hay là mình đi theo sự cám dỗ, hay là đi theo cái ý thích của thế gian này? Để chi? Lời hứa của Chúa về phước đời này có điều kiện, về sự sống đời đời không có điều kiện. Nhưng mà để sự sống đời đời ảnh hưởng đến cuộc đời này có cái điều kiện. Đó, cái câu đó anh em chị em nhớ nha. Câu đó rất là quan trọng để chúng ta để ý. Rồi bây giờ chúng ta xem một cái lời hứa mà chúng ta có nói sơ sơ, suy gẫm sơ sơ đó, là lần trước chúng ta thấy làm sao Abraham ông nhận và cái lời hứa đó đến với ông được. Lần trước chúng ta thấy có những lời hứa Chúa không quên. Lần trước chúng ta học về Chúa không quên, nhưng mà về phần của Abraham, làm sao ông nhận được lời hứa đó. Ông nhận rồi ông giữ cái lời hứa đó, rồi ông đón nhận được. Nó trên thực thể chúng ta xem ở trong Roma thì chúng ta sẽ thấy được. Roma đoạn 5 nói rất chi tiết lý do làm sao mà Abraham đoạn 4 từ câu 16 cho đến câu 25. Vậy nên bởi đức tin mà người trở nên kẻ ăn gia tài, tức là hưởng được lời hứa. Người ăn gia tài tức là người hưởng được lời hứa. Gia tài này là gia tài của Chúa cho Abraham, Chúa hứa cho Abraham. Hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng phải cho những dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ của hết thảy chúng ta. Đây là bức thơ ông Thánh Phaolô viết cho người Roma, không phải là người Do Thái nha. Bởi vậy ông nói này, lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham là lời hứa cho kẻ ở dưới luật pháp, tức là dân Do Thái có 10 điều răn, có luật pháp. Đó là lời hứa của dân sự được sanh đẻ bởi Abraham. Còn chúng ta là kẻ được sanh đẻ trong đức tin, là kẻ không ở dưới luật pháp. Chúng ta không có luật Môi-se. Chúng ta không có luật Môi-se. Ở đây nói là tổ phụ của hết thảy chúng ta, tức là người Roma. Tôi với quý vị giống như người Roma là dân ngoại đó. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Đó, Đức Chúa Trời nói với Abraham, Ngài lập ông làm cha nhiều dân tộc. Không phải chỉ có dân Do Thái thôi, nhưng mà Abraham cũng là cha của người Việt Nam trong đức tin. Abraham cũng là cha của người Mỹ trong đức tin. Abraham cũng là cha của các dân tộc khác trên thế giới này trong đức tin, khi họ nhận Đức Chúa Giêsu là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến cho họ. Tức là đấng người đã tin, tức là Abraham đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi sự không có như có rồi. Người trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin. Anh em chị em chúng ta thấy không? Ở đây lời Chúa cho chúng ta thấy rằng Abraham nhận được Abraham nhận được lời hứa, mà Abraham giữ được lời hứa đó, rồi Abraham có được lời hứa đó là vì Abraham tin, dù ngay trong lúc hoàn cảnh không còn có sự trông cậy trong cái lời hứa đó nữa. Anh chị em, đó là một cái điều, đó là lý do tại sao Abraham trở thành tổ phụ của mọi người tin Chúa ngày hôm nay trên thế gian, là vì vậy. Mình nhiều khi thấy lâu quá bắt đầu quẹo đường khác rồi, phải không? Nhiều khi mình đợi cái bắt đầu quẹo đường khác, rồi mình cũng giống như bà Sarah lập kế hoạch để giúp Chúa hoàn thành cái lời hứa của Chúa. Anh em chị em, chúng ta nhìn theo cái hình ảnh này, chúng ta nhìn đây cái hình ảnh Chúa có lời hứa. Phần của chúng ta, thứ nhất, nghe cái lời hứa đó, nhận cái lời hứa đó, rồi giữ cái lời hứa đó, dầu trong cái hoàn cảnh. Ở đây nói như thế nào? Người cứ tin, tức là nói đến Abraham cứ tin và trở nên cha nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy 100 tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Đây là lời của Chúa làm chứng cho chúng ta thấy Abraham không có lay chuyển trong đức tin, không có lay chuyển trong đức tin. Có người sẽ đặt câu hỏi, vậy làm sao mà ông lại nghe lời bà ấy mà đi ở với Aga để mà sanh đứa con? Anh em chị em nhớ nha, Kinh Thánh xác định rất là rõ, Abraham không lay chuyển trong đức tin. Chúa hứa với Abraham rằng ngươi sẽ làm cha nhiều dân tộc, 100 tuổi rồi chưa có con. Mà cái biến cố xảy ra 13 năm trước đó là bà Sarah lập cái kế hoạch để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời cho Abraham. Mà rồi ngày hôm nay chúng ta thấy cái hậu quả. Nhớ nè, một điều chúng ta học được ở đây đó, Abraham đức tin không thay đổi, còn mặc dầu nghe lời vợ, ông nghe lời bà ấy đó, ông nghe lời bà ấy, yêu thương, ông thương bà ấy, ông mới nghe lời bà ấy. Mà Sarah là một người phụ nữ rất là đẹp, bằng cớ, nếu quý vị không tin đó, đọc ở trong Sáng Thế Ký tiếp theo sau câu 12 chúng ta sẽ thấy, ông sợ đến nỗi, bà ấy đẹp quá, ông sợ đến nỗi đi sang một cái xứ ngoại bang, ông nói là làm ơn đừng có nói là vợ tôi, nói là em tôi, không thôi nó bắt nó giết tôi và nó sẽ cướp lấy nàng. Bà ấy là người đẹp, Kinh Thánh nói rất là rõ, là một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Cho nên anh em chị em, đó là chúng ta nhìn thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời biết cái lòng của Abraham, con người đó, cái đức tin của ông có thay đổi hay không, nhưng mà vì ông thương bà ấy, ông yêu mến bà ấy, cho nên ông chiều theo bà ấy. Mặc dầu vậy, chúng ta hãy nhìn đây này, sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời vẫn còn trong cái hoàn cảnh dại dột mà Abraham chiều theo cái tiếng gọi của một cái người mà bên cạnh mình yêu thương mà không có đức tin giống như ông. Bà ấy không có đức tin giống như ông, đúng không quý vị? Nếu mà bà ấy có đức tin như ông, tôi nói bảo đảm bà ấy không có lập kế hoạch để cho ông hoàn tất theo cái lời đó. Nhưng mà Chúa không bắt lỗi. Nhưng mà Abraham ngày hôm nay, dòng dõi của Abraham phải trả cái giá về sự ngu dại đó. Ân điển của Chúa vẫn còn, nhưng mà cái giá trả về cái sự dại dột của chúng ta không thay đổi. Thời ân điển và thời không ân điển đều giống nhau hết về cái phương diện đó. Chúa thương xót, nhưng mà cái hậu quả của cái sự dại dột chúng ta phải đối diện với nó. Chúa tha thứ, nhưng mà việc làm sai để kết quả không tốt không thay đổi được. Đó là điều mà chúng ta để ý cuộc đời của Abraham. Và lời của Chúa nói là ông không thay đổi đức tin. Cho nên Abraham nghe lời hứa, Abraham giữ cái lời hứa đó, và Abraham đón nhận được cái lời hứa đó vì Abraham tin thì mới giữ được. Và lời Chúa nói như thế này là người chẳng có sự lưỡng lự hồ nghi gì về lời hứa của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác định rất là rõ, bởi đức tin không nghi ngờ, xác định một cách chắc chắn. Chúa nói với tôi, đó là điều chắc chắn. Và Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời không thể nói dối được. Chúng ta đã nghe lần trước rồi, Còn phần anh em chị em chúng ta nhớ hãy trau dồi cái lời đó. Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối. Lời hứa của Ngài cho tôi, cho chúng tôi ngày hôm nay không thay đổi. Dầu Chúa làm mau, dầu Chúa làm chậm, đều đòi hỏi một nguyên tắc giống nhau là đức tin và giữ cái lời hứa đó. Không hồ nghi, ở đây nói không hồ nghi, không lưỡng lự. Lưỡng lự là sao? Là không biết Chúa có nói thiệt không? Nó là lưỡng lự đó. Không biết Chúa hứa vậy mà Chúa có nhớ không? Thấy không? Mình hay nói không biết lời hứa của Chúa vậy nhưng mà không biết còn linh không? Đó, còn linh không? Còn linh nghiệm không á? Anh em chị em, đủ thứ hết. Đó là những ý tưởng mà ma quỷ sẽ tấn công vào trong tâm trí của chúng ta. Luôn luôn đặt cái điều đó. Câu chuyện này tôi kể rồi. Chúng ta nhớ câu chuyện mà ông mục sư Châu, ông sau khi ông cầu nguyện cho một cái con của một người bác sĩ mổ óc nổi tiếng đó, có tumor, có bướu trong óc này. Ông nói mổ óc đứa trẻ ra, rồi gọi ông đừng có lấy cái tumor ra, đừng có lấy cái bướu nó ra. Gọi ông lên ông cầu nguyện để cho một cái đoàn bác sĩ nổi tiếng ở Đại Hàn nó thấy, rồi để thấy Chúa làm việc. Và ông kể lại là khi ông đi về nhà, đó là lúc ông chiến đấu trong cái đức tin. Khi ông cầu nguyện rồi, lúc ông về nhà đó là lúc ông chiến trận cho cái đức tin đó. Và trong cái đêm mà sau khi ông cầu nguyện đó, Chúa bởi quyền năng của Ngài sai thiên sứ của Chúa đến làm công tác giải phẫu và lấy cái bướu ra khỏi đầu cái đứa trẻ. Đó là một việc Chúa làm rất là lạ lùng. Thế kỷ thứ 20 chứ không phải là chuyện ngày xưa hồi viết trong Kinh Thánh này. Cho nên anh em chị em nhớ, đây là lời mà Kinh Thánh xác định. Người chẳng lưỡng lự và hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin. Càng mạnh mẽ, tức là càng ngày là càng lớn tuổi, chưa thấy sanh đẻ, đức tin vẫn càng thêm lên. Nhớ nha, đức tin vẫn thêm lên, không thay đổi. Anh em chị em, xin Chúa cho tôi với quý vị là dòng dõi thực sự của Abraham trong đức tin, để chúng ta có được những điều này. Anh em chị em, nếu chúng ta có những điều này, Chúa, điều gì Chúa hứa cho Abraham không bao giờ Ngài quên hết. Chúa không quên lời hứa của Ngài. Mà bây giờ ông chứng tỏ cái điều mà ông không có, ông chứng tỏ cái điều mà ông không có lưỡng lự hồ nghi và mạnh mẽ là gì? Và ngợi khen Đức Chúa Trời. Không những vậy, ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh em chị em, ngợi khen Chúa bằng gì? Con cảm ơn Chúa, lời hứa của Ngài không thay đổi. Con cảm ơn Chúa, Ngài không phải là loài người mà nói dối. Lời hứa của Ngài, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay, đời đời không thay đổi. Chúa là đấng sống, Chúa hứa, Ngài làm. Đó, ngợi khen Chúa, nói đến sự vinh quang, sự tốt đẹp và đặc tính của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa là như vậy. Ngợi khen Đức Chúa Trời và tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn. Con cảm ơn Chúa, Ngài có quyền, Ngài là đấng có thể, Ngài là đấng có quyền làm được cái điều Ngài hứa. Mặc dầu ngày hôm nay con 100 tuổi rồi, Sarah 90 tuổi rồi, không đẻ được nữa, không còn cái thói quen của người phụ nữ nữa, nhưng mà con tin, tôi nó bảo đảm. Abraham nói với Chúa như vậy, ca ngợi Chúa bằng cái gì? Bằng sự ngợi khen, sự công bố đức tin của mình với Chúa. Ngài là đấng như vậy đó. Anh em chị em, chúng ta hãy học theo tổ phụ của mình trong đức tin là Abraham. Anh em chị em suy gẫm cái câu này nhé, cái đoạn này để chúng ta thấy. Và dựa trên cái điều đó, chúng ta hàng ngày nói với Chúa trong bất cứ cái điều gì. Bây giờ chúng ta cầu nguyện nè, bây giờ bệnh hoạn nè, chúng ta cầu nguyện nếu mà chưa thay đổi, chúng ta vẫn ngợi khen Chúa. Không phải là vì mình không nhận biết rằng cái điều đó nó vẫn còn, nhưng mà chúng ta cứ việc ngợi khen vì đó là điều mà đức tin chúng ta đặt. Lời hứa của Ngài là như vậy. Lời hứa của Ngài là như vậy. Bây giờ chúng ta xem thêm nữa. Chúng ta để ý đến Phục Truyền Luật Lệ Ký thì chúng ta thấy cái câu Kinh Thánh nó nói như thế nào. Tất cả lời hứa ở trong Phục Truyền đoạn 28 đó, có cái lời hứa, nhiều lời hứa lắm. Nhiều lời hứa lắm. Nhưng mà hứa đi ra, đi vào, hứa sanh đẻ, hứa ngoài đồng ruộng, hứa cho ngoài kho, hứa trong chiến trận, hứa trong bất cứ việc gì mình làm, đều có lời hứa ở trong cái đoạn 28 nó hết. Anh em chị em đọc đi rồi suy gẫm và áp dụng cái đó cho đời sống riêng của mình mỗi ngày. Nhưng mà một điều Chúa đòi hỏi ở chỗ đó, chúng ta xem cái câu 14. Ở bên trên thì nói đến cẩn thận, trung thành. Rồi bây giờ đến câu 14 thì nhắc lại một cái điều đó. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi, gìn giữ làm theo, nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đi theo hầu việc các thần khác. Tức là nhớ nhá, đừng có đi bên hữu bên tả. Tức là nếu mà đợi Chúa lâu quá, thôi bây giờ đi đến ông thần nào coi coi, thử coi chừng nào nó đến, nó xảy đến, đi coi bói, chừng nào nó xảy ra. Anh em chị em ơi, 25 năm có lời hứa. Nhưng mà tôi bảo đảm, Chúa không để chúng ta giống như Abraham đâu. Chúa biết mình yếu đuối hơn Abraham nhiều lắm. Mọi lời hứa, có những điều Chúa làm liền. Có những điều đòi hỏi chúng ta phải tập đức tin. Nếu mà điều gì Chúa không làm liền, tôi nó bảo đảm tôi chỉ là một đứa con trẻ thôi. Tại vì nó khóc cái này cha mẹ chạy đến liền. Quý vị không muốn người khác gọi mình là con trẻ trong đức tin, muốn không? Người ta nói, ồ, con nít thuộc linh. Mình nghe thấy khó chịu rồi. Nhưng mà kiên nhẫn thì không chịu. Anh em chị em, muốn trưởng thành, đó là cái đức tin. Nhưng mà Chúa sẽ làm cho chúng ta là một con trẻ trong đức tin khi chúng ta còn mới đến. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta lớn lên mỗi ngày. Để đến một ngày nào đó, chúng ta là người trưởng thành trong đức tin. Trưởng thành trong đức tin thì nhớ đức tin Abraham. Câu 14 nói không có đi theo thần nào khác. Đừng có thấy đợi lâu quá rồi bắt đầu đi đến thần khác xin. Chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Ngài là đấng duy nhất tạo nên muôn loài, và Ngài là đấng duy nhất có thể làm được những điều mà con cái loài người không có thể. Và Ngài là đấng duy nhất làm được những điều mà các thần khác không có thể nào làm được. Chỉ một mình Ngài mà thôi. Cho nên đừng có chạy đi đâu hết. Nếu mà Chúa không làm thì nó đến thời điểm là cái chuyện đó nó phải đến. Mình amen, hallelujah với Chúa, chấp nhận. Vì đến thời điểm rồi. Còn nếu nó chưa đến thời điểm, Chúa sẽ ra tay. Và ngày hôm nay không những vậy, chúng ta có một cái thời kỳ ân điển này, chúng ta có một lời hứa lớn hơn tất cả những gì mà người Do Thái ở đây là Chúa hứa, Chúa nói với họ là về vấn đề vật chất, mà lời hứa của Chúa không những ngày hôm nay cho chúng ta, nó còn lớn hơn tất cả những lời hứa mà Chúa ban cho Abraham. Chúng ta xem trong Ê-sai đoạn 53, đây là lời hứa mà Chúa nói với Abraham. Chúa nói với dân Do Thái trong Ê-sai đoạn 53, và đây là lời hứa mà áp dụng trong vấn đề thực tế nhất trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Trong thời kỳ ân điển này, Ê-sai đoạn 53 câu 4, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta. Ở đây nói về Chúa Giê-xu. Đây là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Chúa mang sự đau ốm của chúng ta. Anh em chị em ơi, Chúa mang sự đau ốm của chúng ta rồi. Thì làm ơn khi chúng ta có cái điều gì, nói Chúa ơi, đây là lời hứa của Ngài. Ngài mang sự đau ốm của con. Con dâng cái đau ốm này lên cho Chúa, chứ không phải là chỉ dâng cái tốt lành không thôi. Chúa mang sự đau ốm, đừng mang lấy nó. Nói ngày hôm nay tôi có bệnh, tức là nó của mình đó. Không. Tôi không có bệnh, có tức là chúng ta hiểu cái chữ có không? I have, tôi có bệnh. I have sickness. No, đừng bao giờ nói tôi có bệnh. Bệnh hoàn nó tìm cách tấn công tôi, chứ tôi không có muốn có bệnh. Phải không? Có ai muốn có bệnh không? Thành ra đừng có nói là tôi có bệnh, mà nói là bệnh nó tấn công tôi chiến đấu với nó. Nhớ không? Tất cả những điều gì mà thế gian này, những sự hung ác xấu xa, anh em chị em ơi, Chúa không làm. Kẻ thù nghịch của chúng ta, và đôi lúc chúng ta yếu đuối, mình mở cánh cửa cho nó cướp phá mình thôi. Mà nếu mà lỡ mở cánh cửa trong yếu đuối của mình, thì ăn năn với Chúa, đóng cái cánh cửa nó lại. Khi chúng ta ăn năn, Chúa đến Chúa đóng liền. Và nếu mà nó là kẻ cướp, thì Chúa ban cho chúng ta quyền nhân danh Chúa Giê-xu đuổi nó. Amen. Đuổi bệnh tật. Nếu bệnh tật đó từ kẻ cướp là ma quỷ. Còn nếu bệnh tật đó là do sự hao mòn yếu đuối, ăn uống tầm bậy rồi làm cái việc gì quá sức nó sinh ra, hay là mang sự cay đắng trong lòng rồi nó sinh ra bệnh, thì ăn năn với Chúa và nhân danh Đức Chúa Giê-xu đuổi nó, và nói với Chúa rằng Chúa ơi, lời hứa của Chúa đây, Con là kẻ nhắc lại lời hứa của Chúa. Chúa muốn chúng ta là kẻ nhắc nhở Ngài. Chúng ta biết điều đó không? Trong Ê-sai, Chúa muốn chúng ta là kẻ nhắc nhở Ngài. Mà nếu mà chúng ta không biết lời Chúa thì chúng ta lấy cái gì chúng ta nhắc? Ha? Nếu chúng ta không biết lời hứa của Chúa thì lấy gì chúng ta nhắc? Bởi vậy, mỗi người trong chúng ta, anh em chị em, có bổn phận về nhà đọc lời Chúa cho chính mình, tìm kiếm lời Chúa, nhận biết lời Chúa cho mình và đón nhận lời hứa đó cho mình, để rồi mình mới có thể nhắc nhở Chúa được. Amen. Và đây lời Chúa nói rằng Ngài mang sự đau ốm của chúng ta. Nói: Chúa ơi, con đang đau đây, cổ này đang đau, chân đang đau, lưng đang đau. Chúa ơi, con dâng nó cho Chúa đây. Anh em chị em, đây là tôi thì tôi có cái cụt tay này, nó đau mà nó không đau nhiều, mà mỗi một lần ấy mình thấy nó đau, mà hai bên này đâu có bên nào đụng vào tường và gì đâu, mà đâu có đánh ai đâu mà nó cứ đau vậy đó. Tôi nói chuyện với nó, tôi đuổi nó, rồi nó đi hết lúc nào không hay. Cô chó này. Anh em chị em, đó là công việc chúng ta phải làm. Tôi có thể giúp quý vị cầu nguyện được, nhưng mà Chúa đã sắm sẵn hết cho chúng ta cái công tác đó rồi. Phương tiện có rồi, mình phải thực hành. Đây này, đây lời Chúa nói là Ngài mang sự đau ốm của chúng ta. Quý vị rất là đơn giản, đến nói với Chúa, đến năn nỉ với Chúa, đến trình bày với Chúa, nói: Chúa ơi, đây là lời của Ngài, đây là lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu mang sự đau ốm của con rồi. Tại sao ngày hôm nay con tin Chúa mà con nhìn nhanh Chúa Giêsu đuổi nó và Chúa gánh nó giùm con. Amen. Chúa gánh nó giùm con. Vì đó là lời Chúa hứa mà, Chúa đã gánh nó rồi trên thập tự giá, mình mang nó làm chi? Có phải Chúa gánh mình tội lỗi mình trên thập tự giá không? Chúa cũng gánh sự đau ốm của chúng ta trên thập tự giá. Đến nhắc Chúa về điều này. Đây là lời hứa cho tôi và quý vị trong giai đoạn ân điển này, mình phải hãy đón nhận lấy. Ngài gánh sự buồn bực của chúng ta. Anh em chị em buồn bực lắm, nhiều khi con cái nó trêu mình làm cho mình buồn. Hàng xóm nó trêu mình làm cho mình buồn. Người làm việc ở trong sở mình làm cho mình buồn. Người đi đường nó chạy xe ngang trái nó trêu mình cho mình bực bội rồi, thấy không? Dâng lên cho Chúa. Anh em chị em, dâng lên cho Chúa. Ngài mang cho chúng ta rồi. Chúng ta phải công bố điều đó. Chúa ơi, con bực lắm, cái đứa đi xe đằng trước con đó. Nói với Chúa đi. Nhưng Chúa giúp con mang cái bực này để con không có lộn xộn nữa. Con không có mang nữa. Chứ con mà mang nó lâu á, là con sinh chuyện với nó mất công. Con phải đi vô tù. Anh em chị em, mình phải nói với Chúa. Phải nói với Chúa như vậy. Rồi gì nữa? Đức Chúa, Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Đó, vì những điều sai lạc của chúng ta mà Chúa phải mang cái đau đớn khổ sở. Chúng ta bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Đó, nếu mà lúc nào trong đời sống của chúng ta có điều gì lo lắng mất bình an thì anh em hãy nhớ một điều. Chúa Giêsu bị đánh đập, Chúa Giêsu bị xỉ vả là để cho chúng ta được sự bình an. Hãy đến với Chúa. Sở dĩ chúng ta chưa được sự bình an là vì sao? Sở dĩ chúng ta chưa được sự đau ốm còn thì ra vì sao? Sự buồn bực còn vì sao? Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy lời của Chúa cho chúng ta cái hình ảnh vì sao nó còn. Nhưng mà Chúa mang hết rồi. Chúng ta thấy bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Đó là điều mà Chúa muốn để lại cho anh em chị em, cho chúng ta, để chúng ta thấy được đó là lời hứa vĩ đại nhất mà chúng ta có được. Tội lỗi là về phương diện tâm linh, bình an là về phương diện tâm hồn, đau ốm, bệnh hoạn là về phương diện thể xác, sự buồn bực là về phương diện tâm hồn, không? Cảm xúc, sợ hãi, bình an, đó là cảm xúc. Cho nên Chúa đã... Sự cứu rỗi của Chúa không phải là chỉ có chết lên thiên đàng. Sự cứu rỗi của Chúa là ngay trong đời này mình phải kinh nghiệm. Sự bình an, bệnh tật dâng lên cho Chúa. Đừng mang nó và đừng lúc nào cũng công bố là tôi có cái này, tôi có cái kia. Anh em chị em ơi, kẻ thù nghịch vì tội lỗi, vì stress, vì thế này thế kia mà chúng ta mang, hãy dâng cho Chúa. Đừng có nói tôi có, bộ chúng ta ham muốn cái đó lắm sao mà nói tôi có. Có ai trong chúng ta muốn bệnh tật? Hả? Không ai đưa tay hết. Thì mai mốt đừng có nói là tôi có. Amen. Tôi bị thì được, đừng có nói tôi có. Tôi bị kẻ thù tấn công, tôi bị cướp, tôi bị bệnh, nhưng mà nhân danh Đức Chúa Giêsu tôi đuổi nó, tôi không nhận nó, tôi chối từ nó. Chúa mang cho tôi rồi, nhớ chúng ta phải tập. Và một điều mà chúng ta nhớ có lời hứa, giữ được lời hứa là vì sao? Hãy vâng theo tiếng của Chúa và làm theo điều Chúa dạy. Từng những chi tiết một trong cuộc đời của mình. Lời Chúa có hết tất cả sự dạy dỗ trong gia đình, ngoài gia đình, trong hội thánh, ngoài hội thánh, tất cả những điều gì Chúa dạy. Cho nên hãy đọc, hãy biết để mà làm theo cho nó trọn. Đương nhiên nếu mà chúng ta không có khả năng làm được, Chúa thấy mình tội nghiệp cho nên Chúa ban Đức Thánh Linh đến để giúp mình đấy anh em chị em. Chúa thấy mình yếu đuối lắm cho nên Chúa ban Đức Thánh Linh để giúp mình làm theo. Cho nên cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta mỗi ngày để chúng ta có sức lực mà chúng ta làm theo lời Chúa. Vì không ai làm được một mình, không ai tu luyện mà có thể làm được lời Chúa. Chỉ có Thần Linh Đức Chúa Trời giúp chúng ta mới có thể làm được theo thôi. Tại vì cái điều gì Chúa dạy cũng khó lắm, phải không quý vị? Nhịn khó không? Tha thứ khó không? Khó. Chúc phước cho người kẻ thù nghịch mình khó không? Cầu nguyện cho người bắt bớ mình khó không? Khó chứ. Nhưng mà nhớ Chúa chỉ dạy mình những điều mà thế gian không làm được. Chứ thế gian làm được thì Chúa đâu có dạy mình làm gì. Để cho mình biết trông cậy Chúa, để mình biết nhờ cậy Thần Linh của Đức Chúa Trời. Để rồi mình không có nói ở tôi ngon lành nè. Vì mình biết mình không làm được, chỉ có Chúa giúp chúng ta làm được thôi. Và anh em chị em ơi, Chúa muốn ban phước cho chúng ta nhiều hơn mình muốn được phước. Nhớ điều đó nhá. Nhớ không? Chúa muốn ban phước cho chúng ta nhiều hơn mình muốn được phước. Nhớ ghi cái câu xuống học thuộc lòng. Câu đó không có Kinh Thánh đâu, nhưng mà Chúa nhắc tôi, nhắc với anh em chị em đó. Ghi xuống để nhắc cho mình biết. Chúa muốn ban phước cho chúng ta nhiều hơn mình muốn được phước. Nhớ điều đó. Bằng không Chúa Giêsu không có xuống thế gian làm gì. Chúng ta nhớ không? Bằng không Chúa Giêsu không đến thế gian làm gì hết. Ngài đến để mang sự rủa xả của mình, mang bệnh tật của mình, mang sự đau đớn của mình, để mình không cần phải mang nữa. Amen. Đương nhiên chúng ta sẽ có ngày chúng ta chấm dứt cuộc đời này, tại vì Chúa đã ra lệnh điều đó rồi. Nhưng mà sự sống lại đời đời Chúa hứa cho chúng ta khi Chúa Giêsu trở lại. Nhưng trong những ngày tạm bợ ở trần thế này, chúng ta có lời hứa để rồi được sống bình an, ơn phước của Chúa khỏe mạnh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải tin, chúng ta phải nhận, chúng ta phải giữ bằng đức tin, chúng ta phải công bố nó, rồi làm theo lời Chúa. Anh em chị em, ở trong Ma-thi-ơ có một câu Chúa nói như thế này nè: các ngươi là sự sáng của thế gian. Và Chúa Giêsu cũng nói ở trong Giăng đoạn 1 cũng nói là ta là sự sáng. Thế thì chỉ có Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian thôi. Mà bây giờ Chúa nói mình là sự sáng của thế gian. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì Chúa ở trong chúng ta. Nhớ không? Chúa ở trong chúng ta. Ngài là sự sáng của thế gian. Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta là sự sáng của thế gian. Mà tại sao có những lúc mình không là sự sáng ở trong thế gian được? Và Chúa Giêsu cho một cái thí dụ rất là hay. Ở trong Ma-thi-ơ Chúa nói rằng không ai đốt đèn để mà để ở bên dưới. Cái mà nó chụp cái đèn dưới cái chỗ kín, nhưng mà phải để ở trên. Mà lỡ rồi cái sự sáng đó nó ở trong tâm linh này nè, cái mà nó chụp lấy cái tâm linh này là cái thể xác này nè, và cái tâm hồn này nè. Cái tâm hồn này thì mang đầy sự cay đắng, đầy sự thù hận, đầy sự gian dối, đầy sự ghen ghét, đầy sự nóng giận, đủ thứ hết. Và cái xác thịt này thì muốn làm đủ mọi điều hết. Đó là cái chụp đó. Đó là cái chụp mà sự sáng của Chúa không soi ra được đó. Làm sao? Mà muốn soi ra được thì sao? Muốn soi ra được thì sao? Bây giờ nó lỡ ở trong này rồi, không có lôi nó ra được. Chúa ở trong tâm linh của chúng ta rồi, không lôi ra ngoài được. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao anh em chị em? Phải phá nó ra. Cái xác thịt này phải chết. Cái tâm hồn này phải được thay đổi, biến đổi, để rồi sự sáng của Chúa, sự bình an của Chúa, sự chữa lành của Chúa ở trong tâm linh của chúng ta nó mới đụng chạm đến, nó mới có sự bình an, và sự buồn bực nó mới cất ra khỏi, rồi sự cay đắng nó mới đi ra khỏi và đắc thắng được. Còn bệnh tật cũng vậy, từ trong tâm linh, Chúa ở trong chúng ta, tức là Ngài ban sự chữa lành rồi, nó cần phải được đi ra. Đương nhiên, cái đó là cá nhân. Đương nhiên có những trường hợp mà ở ngoài đi vào là vì Chúa đụng chạm đến. Nhưng mà bình thường Chúa đã sắm sẵn hết cho chúng ta rồi. Anh em chị em, nhớ không? Chúa có lời hứa. Tin, làm theo và đóng đinh với Chúa mỗi ngày. Để cho cái gì còn che khuất sự sáng của Chúa, che khuất ngăn trở sự chữa lành của Chúa, cái gì còn ngăn trở sự bình an của Chúa, cái gì còn làm cho chúng ta buồn bực, những cái đó phải được phá hủy và tiêu đốt đi. Tức là cái đèn nó lỡ nằm ở dưới đó rồi, mà muốn ra thì phải phá tất cả những cái gì mà che khuất nó thì nó mới ra. Phá nó bằng cách nào? Đóng đinh nó trên thập tự giá với Chúa mỗi ngày. Bước đi theo Chúa mỗi ngày. Bằng lòng chấp nhận, làm theo lời Chúa. Dầu có thấy thiệt thòi trước mắt, nhưng mà Chúa không để cho quên. Anh em chị em, khi chúng ta quyết định làm theo lời Chúa, người thế gian nhiều khi nghĩ mình ngu, mình dại. Nhưng mà mình có thể thì bị thiệt thòi. Nhưng mà Chúa trả gấp trăm lần hơn những điều gì mà mình chịu thiệt thòi. Chúng ta nhớ ông Joseph không? Joseph không? Bây giờ ông chủ giao hết cả gia tài, cả nhà hết cho ông cai quản rồi. Bây giờ bà chủ đưa mắt dụ dỗ ông. Bây giờ Joseph có ở với người phụ nữ đó, ông chủ cũng không biết nữa. Tại vì bà đã muốn, chẳng lẽ là bà ấy dạy cái đầu mà bà ấy đi ngoại tình với Joseph rồi mà bà ấy lại khai với ông? Không có. Nhưng mà Joseph làm gì? Joseph nói như thế nào? Tôi không thể làm điều đại ác này, phạm tội cùng người chủ và Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta thấy thiệt thòi không? Nhìn trước mắt thiệt thòi không? Vô tù. Nhưng mà anh em chị em, Đức Chúa Trời có cái chìa khóa, có sự chúc phước muôn ngàn lần cái gì mà Joseph phải đối diện. Anh em chị em, cuộc đời chúng ta đi theo Chúa đó là những cái thách thức chúng ta không thể nào tránh khỏi nếu chúng ta muốn đi theo Chúa và đón nhận được sự đắc thắng trong cuộc đời của chúng ta. Không có cách nào khác hơn hết. Ngày xưa cũng như ngày nay, thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước. Nhưng mà Chúa không để chúng ta đi theo Chúa một mình đâu. Anh em chị em đừng có lo, đừng có ai nói sợ. Nếu mà vậy theo Chúa khó quá, thôi tôi giải nghệ. Nhớ, Chúa đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để giúp chúng ta đi theo. Việc khó đối với con người, nó sẽ dễ đối với chúng ta nếu chúng ta tìm kiếm sự đầy dẫy Thánh Linh của Chúa giúp đỡ mình. Amen. Anh em chị em, chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Để Chúa giúp đỡ tất cả chúng con, chính mình, con cũng như anh em chị em chúng con, dân sự của Ngài. Từng mỗi người một. Để Chúa, để chúng con thực sự bước đi với Chúa, nhận lời hứa của Ngài và giữ được lời hứa của Ngài, biết lời hứa của Ngài, để rồi chúng con luôn luôn đi trong đức tin và biết Chúa là đấng yêu thương đối với chúng con là thế nào. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa yêu dấu, ở cùng, nâng đỡ, ban ơn thêm sức, để rồi mỗi chúng con bước đi với Chúa một cách đắc thắng và trọn lành. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa anh em chị em chúng ta được đến trong bàn tiệc của Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh chúc phước cho của lễ này, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân Ngài và huyết Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thiên Chúa toàn năng chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi chúng con và làm ơn cho tất cả chúng con. Cầu xin Thiên Chúa đoái xem đến tất cả chúng con và ban sự bình an cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh em chị em.